Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu các bạn cái xe Ford Ranger Quiptech 2018, cái phiên bản là hai cầu sử dụng động cơ biturbo. Thì cái Ford Ranger Quiptech này hiện tại chúng tôi đang bán với giá 918 triệu. Thì cái xe này là có turbo tăng áp kép này, hộp số tự động 10 cấp này, chìa khóa thông minh Smart Key này. Cái Ranger Quiptech này có tất cả là có 5 màu. Màu các bạn đang xem là 5 màu bạc. Ngoài ra còn có màu trắng, màu xám, màu đen và màu đỏ cam. Hiện tại cái xe này là chúng tôi đã lên phụ kiện cho khách rồi, bao gồm có cả nắp thùng, hoàn thiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, lưu hành xe. Giờ hiện tại thì chúng tôi chuẩn bị chờ giao xe cho khách hàng thôi. Các bạn nào quan tâm giá cả hoặc muốn lái thử xe thì có thể liên hệ cho tôi theo số 0902 187666, tôi tên là Bảo Đại, tôi có thể hỗ trợ các bạn. Giá cả thì sẽ bán hàng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.